kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có từ nào để miêu tả tuổi trẻ thì đó là vấp ngã, chênh vênh và sai lầm. Đứng giữa ranh giới khi không còn là trẻ con nhưng chưa hẳn là người lớn, những người trẻ sẽ không khỏi có nhiều khúc mắc, sẽ có những vấn đề không thể giải quyết được, có những chuyện không thể tâm sự cùng ai. Để thấu hiểu những vấn đề đó cũng như trải lòng và đồng hành cùng với những người trẻ trên chuyến hành trình của họ, tác giả Từ Lỗi Tuyên đã viết cuốn sách Chưa một lần đau, sao là tuổi trẻ. Chương trình Kết nối tri thức hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả về cuốn sách này. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Từ những cô bé, cậu bé vô lo, vô nghĩ, chúng ta dần trở thành những thanh niên trưởng thành. Tuổi trẻ là hành trình một chiều và những ưu phiền, rắc rối xoay quanh vấn đề học tập, tình bạn, tình yêu, các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội luôn là một thế giới trọn vẹn, thử thách và thú vị. Chúng ta đều là những chú chim nhỏ háo hức bay ra ngoài kia khám phá thế giới. Cho dù có bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu vấp ngã, thì quá trình này vẫn luôn đầy đủ ý nghĩa và đây chắc chắn sẽ là giai đoạn khó quên nhất trong cuộc đời bạn. Chưa một lần đau, sao là tuổi trẻ? Của tác giả Từ Lỗi Tuyên được chia thành 7 phần, tập hợp 45 câu chuyện với những tình huống khác nhau. Những câu chuyện này đều xoay quanh những vấn đề mà các bạn trẻ tuổi teen mắc phải. Về gia đình, bạn bè, tình yêu, về chuyện định hướng tương lai và những vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời sau mỗi câu chuyện, tác giả sẽ đưa ra hướng giải quyết cụ thể cho từng vấn đề của họ. Có một câu hỏi khá phổ biến là tại sao những đứa trẻ ở tuổi dậy thì hay xảy ra xung đột với bố mẹ của chúng? Đó cũng là một trong những chủ đề mà tác giả chú trọng trong cuốn sách này. Cuốn sách dành cho những va vấp của tuổi trẻ của tác giả Từ Lỗi Tuyên đưa ra những câu chuyện quen thuộc như những bất mãn của tuổi dậy thì đối với cha mẹ, việc cha mẹ luôn quy định giờ giới nghiêm đối với con cái của mình, việc quyết định bạn được phép chơi với ai hoặc không được phép chơi với ai, những vấn đề gây tranh cãi giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên mang tên quan niệm tiền bạc, và điển hình là việc áp đặt thành tích đối với con cái. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con mình nhất định phải học các trường chuyên, lớp chọn, đạt điểm tuyệt đối thì mới được coi là giỏi giang. Những vấn đề đó khiến khoảng cách giữa hai thế hệ càng trở nên xa hơn. Qua mỗi câu chuyện, tác giả lại đưa ra các giải pháp cụ thể để cho từng trường hợp nhằm giải quyết những khúc mắc xảy ra trong gia đình cũng như các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cả phụ huynh và những bạn trẻ trong tuổi nổi loạn phải bình tĩnh đối mặt, có những cách thức khắc phục đúng đắn. Có như vậy thì cha mẹ và con cái mới không xảy ra tranh cãi. Có lẽ không chỉ các bạn trẻ, đây cũng là một cuốn sách giúp cho phụ huynh thấu hiểu con cái của mình, hiểu những vấn đề mà những bạn trẻ mắc phải, hiểu được có những chuyện không phải lúc nào cha mẹ cũng biết và có hướng giải quyết tích cực dành cho con mình. Không có gì đáng quý hơn tình cảm gia đình, vì vậy xin bạn hãy cho cha mẹ mình một cơ hội được bù đắp những thiếu sót của họ. Một chủ đề cũng khá thu hút đó là các bạn trẻ sẽ thế nào trong các mối quan hệ xung quanh của mình về tình yêu, tình bạn. Tác giả Từ Lỗi Tuyên đã khai thác ở các khía cạnh khác nhau những vấn đề của tuổi mới lớn, chuyện hiểu lầm trong tình bạn khiến cho cả hai không còn chơi với nhau nữa, việc quan niệm có cạnh tranh mới có tiến bộ trong trường học, hoặc những nông nổi tuổi trẻ, thứ có thể trở thành dấu ấn đẹp đẽ hoặc cũng có thể trở thành vết sẹo trong cuộc đời của bạn. Rắc rối hơn cả, đó chính là tình yêu ở giai đoạn này. Những câu chuyện mà tác giả đưa ra là những câu chuyện bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong trường học. Thứ tình yêu cuồng nhiệt mà tác giả định nghĩa rằng, nếu những năm tháng học cấp 3, bạn gặp một người mà bản thân không có cách nào quên đi sự tồn tại của đối phương, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến người ấy. Vậy thì, đúng là bạn đã nhen nhóm trong lòng mình một tình yêu nồng nhiệt thời học sinh. Tình yêu, tình bạn ở cái tuổi này cũng đều diễn ra phức tạp, khiến các bạn trẻ hoang mang. Những chuyện này có thể khiến họ trở nên buồn bã, cảm thấy khó khăn và suy sụp. Nhưng không sao, chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Hy vọng là những lời khuyên của tác giả trong quyển sách này có thể phần nào giúp cho các bạn bớt đi cảm giác chênh vênh, tự tin đối mặt với những vấn đề mà mình đang gặp phải. Đứng trước ngã rẽ của trưởng thành không chỉ còn là những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, mối quan hệ gia đình, đó còn là khi những người trẻ phải quyết định cho tương lai của họ. Những câu chuyện về lựa chọn cho mình một con đường riêng, chọn cho mình khoảnh khắc trưởng thành, chọn nghe lời cha mẹ hay làm theo ý mình, trở thành sinh viên hay là thôi, có nên thực hiện ước mơ riêng của mình hay không. Những người trẻ ở độ tuổi lững lờ như chúng ta chưa đủ lớn để tự mình quyết định tất cả, cũng chẳng đủ nhỏ để dựa dẫm vào người khác. Trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ có lúc cảm thấy lo lắng cho hướng đi của mình, quẩn quanh đi tìm những quyết định. Nhưng đó là một phần của trưởng thành, bắt đầu từ những vô định, rồi từ từ cũng có thể tìm ra phương hướng. Tuổi trẻ là giai đoạn tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, và có lẽ chúng ta không thể tìm ra một mỹ từ nào có thể khái quát hết vẻ đẹp, sự tươi mới, nhiệt huyết, năng nổ, tràn đầy tinh thần và sức sống của những người trẻ. Điều đáng tiếc duy nhất là chuyến hành trình tuổi trẻ chỉ là đường một chiều. Bạn có thể đi nhanh, đi chậm, bạn có thể lướt qua những điều vụn vặt mà tuổi trẻ đem lại, hay từ từ tận hưởng, ngắm nhìn từng khung cảnh mà bạn đi qua. Dù bạn lựa chọn như thế nào, thì khi chuyến hành trình ấy kết thúc, bạn cũng không thể quay ngược thời gian để trở về những ngày tháng tuổi trẻ đó. Bởi vậy, ngay cả khi phải đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt, bạn hãy thử cố gắng bình tâm để suy nghĩ xem mình thực sự mong muốn điều gì và mình cần phải làm gì. Cân nhắc kỹ càng, bạn sẽ đưa ra được một lựa chọn đúng đắn và khiến bản thân mình không bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì chính lựa chọn đó. Chưa một lần đau, sao là tuổi trẻ của tác giả Từ Lỗi Tuyên không phải là một quyển sách tâm lý hay giáo dục để giải quyết vấn đề. Đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh hành trình đi tìm kiếm cái tôi trưởng thành của những người trẻ. Những người từ những cô bé, cậu bé vô lo, vô nghĩ dần trở thành những thanh niên trưởng thành, và những lời khuyên đến từ tác giả. Hy vọng những lời động viên, những chia sẻ thẳng thắn sẽ giúp các bạn tìm ra những cách để giải quyết những khúc mắc, sau đó can đảm mà tiến về phía trước. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Chưa một lần đau, sao là tuổi trẻ tại Thư viện tỉnh Tây Ninh, và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8:10 và 20:30 hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh, phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.